Biệt sử Toàn Thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, thiên nhiên luôn tồn tại những thắng cảnh đẹp, đáng kinh ngạc và những hiện tượng tự nhiên rất bí ẩn. Mặc dù hiện nay khoa học đã phát triển nhưng các nhà nghiên cứu vẫn phải đau đầu để giải thích các hiện tượng kỳ bí mà đôi lúc còn được gọi là phép màu. Đặc biệt, vào những ngày gần đây, một trong những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ đã xuất hiện trên bầu trời đúng vào thời điểm Sài Gòn đang bùng phát cơn đại dịch bệnh Covid-19, thu hút sự quan tâm và chú ý của rất nhiều người. Ít ai biết rằng đây chính là điềm báo kinh hoàng đối với đất nước ta. Vậy đó những điềm báo nào mà mọi người không được chủ quan? Liệu có ảnh hưởng gì đến việc Việt Nam bùng phát đợt dịch lần thứ tư này không? Tất cả sẽ được tiết lộ trong video của Việt Sử Toàn Thư. Từ xưa đến nay, các hiện tượng thiên nhiên kỳ thú như ngày biến thành đêm ở Quảng Ninh, cầu vồng đôi ở Hà Nội hay mây ngũ sắc ở Vĩnh Phúc luôn là đề tài thu hút sự quan tâm chú ý của rất nhiều người. Khoa học công nghệ phát triển, nhưng khi đứng trước những hiện tượng kỳ lạ này, các nhà nghiên cứu vẫn mất nhiều thời gian đi tìm lời giải thích. Điều đáng nói là thời gian gần đây, khi dịch Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp với số ca mắc mới trong cộng đồng không ngừng gia tăng, thì bỗng nhiên nhiều hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Việt Nam, đặc biệt là tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh, khiến người dân vô cùng hoang mang và lo sợ. Vậy đó là những dị tượng kỳ lạ nào xuất hiện tại Việt Nam? Hiện tượng này báo hiệu điều gì? Liệu Việt Nam có vượt qua được đại dịch Covid-19 hay không? Những năm trở lại đây, Việt Nam luôn phải đối mặt với những hiện tượng thời tiết bất thường và khắc nghiệt. Chắc hẳn ai trong số chúng ta đều nhớ, tháng 10 năm 2020, khu vực miền Trung Việt Nam đã phải trải qua những trận mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng trên diện rộng. Trận lũ lụt lịch sử này không chỉ gây thiệt hại về tài sản, hoa màu mà nó còn cướp đi tính mạng của biết bao người dân vô tội, để nhiều gia đình phải sống trong cực khổ. Siêu bão miền Trung qua đi được nửa năm, bước sang năm 2021, mọi người đều hy vọng không còn phải đối diện với những hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt, thì mới đây, nhiều khu vực ở Nam Bộ liên tiếp xuất hiện những trận mưa lớn gây ngập lụt. Điều đáng nói là trong cơn mưa đã xuất hiện hiện tượng rất kỳ lạ, làm đảo lộn cuộc sống của người dân, đó chính là hiện tượng vòi rồng. Vòi rồng trắng xóa xuất hiện cao hàng trăm mét kèm theo mưa sông tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, đang là chủ đề thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Cụ thể, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 22 tháng 8, hiện tượng vòi rồng lốc xoáy cực mạnh như hình phễu từ trên cao quét xuống đất, kết hợp cùng những đám mây đen nghịt bất ngờ kéo đến quét qua địa bàn xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tạo nên cảnh tượng hiếm có ở Bến Tre. Trong cơn mưa rồng đã khiến nhà cửa của nhà dân hiện lên khá hoang tàn. 11 căn bị sập hoàn toàn, 60 căn bị tốc mái, siêu vẹo, nhiều cây xanh, cây cổ thụ bị bật gốc và gãy đổ. Hệ thống điện bị ngắt, giao thông bị ùn tắc một số nơi, nhiều tài sản của người dân cũng bị hư hỏng và thiệt hại khá nhiều. Tuy nhiên, do mưa rồng kèm theo sông mạnh, vòi rồng xuất hiện bất ngờ với cường độ rất mạnh nên người dân không kịp phòng tránh. Vòi rồng, mưa rồng tại xã Thạnh Phước còn làm cho 8 người dân địa phương bị thương do chạy không kịp khi nhà sập đổ. Đứng trước cảnh tượng kỳ bí này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và rất tò mò, không biết nguyên nhân nào dẫn đến sự việc trên. Được biết ở nước ta, vòi rồng và tố lốc thường xuất hiện vào các tháng mùa hè. Năm nào cũng xảy ra hiện tượng này, song có năm nhiều, năm ít. Ở Bắc Bộ, vòi rồng, tố lốc không những xảy ra trong các tháng mùa hè, mà đặc biệt thường hay xảy ra vào các giai đoạn chuyển tiếp từ đông sang hè, tháng 4, tháng 5, mỗi khi có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới. Ở Nam Bộ, số lần xảy ra hiện tượng vòi rồng ít hơn ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tuy nhiên, hiện tượng vòi rồng xảy ra ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre kể trên thì rất hiếm khi xảy ra, đặc biệt là các tỉnh Nam Bộ. Hiện tượng kỳ lạ này đã đặt ra dấu hỏi lớn khiến các nhà khoa học đau đầu lý giải. Không chỉ có vòi rồng xuất hiện ở Bến Tre làm xôn xao cộng đồng mạng, mà một hiện tượng thời tiết khác cũng xuất hiện vào chiều ngày 22 tháng 8, đó là mưa đá dị thường tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều đặc biệt hơn cả là trận mưa đá này rơi đúng vào thời điểm Sài Gòn đang bùng phát cơn đại dịch bệnh Covid-19. Không chỉ vậy, hiện tượng mưa đá còn được cho là một dị tượng thứ 7 trong 10 tai họa được Kinh Thánh nhắc đến. Điều này khiến cho nhiều người không khỏi lo lắng, liệu đây là điềm báo gì trong lúc thành phố Hồ Chí Minh đang phải gồng mình chống lại đại dịch Covid-19? Như chúng ta đã biết, những ngày gần đây, thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối diện với làn sóng đại dịch lần thứ tư,
khi số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ngày một gia tăng nhanh chóng. Điều này đã đẩy hệ thống y tế vào tình trạng quá tải. Thậm chí, nhiều bệnh nhân F0 đã được hướng dẫn điều trị tại nhà. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nhiều y bác sĩ, các chiến sĩ, cảnh sát giao thông tại Hà Nội đã phải gấp rút vào tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh chống dịch như chống giặc. Trong những ngày dịch bệnh căng thẳng như hiện nay, thì bỗng nhiên vào chiều ngày 22 tháng 8, một cơn mưa đá dị thường bất ngờ ập đến, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 22 tháng 8 năm 2021, nhiều quận huyện ở Sài Gòn bất ngờ hứng chịu mưa lớn kèm theo dông sét và gió giật mạnh. Đặc biệt, nhiều người phát hiện có hạt đá lẫn trong nước mưa ở khu vực Thủ Đức. Người ta ồ ạt chia sẻ những hình ảnh, video về trận mưa kéo dài khoảng 10 phút với những hạt đá to tới gần 2 đốt ngón tay khắp các trang cá nhân trên mạng xã hội. Nhiều người dân ở một số địa phương khác của thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đồng Nai, Dĩ An, Bình Dương cũng nhìn thấy mưa đá. Lý giải về hiện tượng này, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mưa đá xảy ra do mây đối lưu phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng trước đó. Điều này khiến không khí có sự bất ổn định lớn, dòng không khí chuyển động đi lên đưa khối mây nóng ẩm lên rất cao, vượt qua tầng đối lưu. Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm, cho đến mức 0 độ C, hơi nước bị ngưng kết, đóng băng, cơ chế như nước đá, tạo thành hạt đá rơi xuống. Chuyên gia khí tượng Thủy văn Lê Thị Xuân Lan cho biết, mưa đá thường xuất hiện ở Bắc Bộ do địa hình nhiều đồi núi. Tuy nhiên, khoảng 20 năm trở lại đây, hiện tượng này xuất hiện nhiều hơn ở thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ do biến đổi khí hậu, nắng nóng, sau đó mưa đột ngột. Như vậy, có thể thấy, trận mưa đá lớn xảy ra vào đúng thời điểm bùng phát dịch ở Sài Gòn, chỉ trước ngày siết chặt giãn cách vài tiếng đồng hồ, đồng thời đúng vào dịp rằm tháng 7 âm lịch, tháng được coi là âm thịnh dương suy. Những sự trùng hợp gây sợ này khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm, đặt ra câu hỏi lớn về điềm báo mà dị tượng này mang đến. Bởi thông thường, mưa đá xuất hiện vào tháng 5, tháng 6 hoặc cuối mùa mưa. Ít ai biết rằng hiện tượng mưa đá chính là thảm họa thứ 7 trong 10 tai họa được ghi chép trong sách xuất hành của Kinh Thánh Cựu Ước. Thảm họa trên còn đi liền với các yếu tố đối nghịch, trong đó sét tượng trưng cho lửa, còn mưa đá tượng trưng cho nước. Kinh Thánh Do Thái còn đưa ra những giải thích xác đáng tại sao thảm họa mưa đá kết hợp băng và lửa xuất hiện trong thời đại hỗn loạn mà con người đang sống hiện tại. Kinh Thánh Do Thái viết, mưa đá chứa lửa và băng, nhưng lửa lại không làm băng tan, nước cũng không dập tắt lửa. Chúng có thể cùng tồn tại một cách hòa hợp để thực hiện ý chí của đấng sáng tạo. Ngoài thảm họa mưa đá, 10 thảm họa khác là nước biến thành máu, nạn ếch nhái tràn lan, muỗi bay tràn ngập, nạn ruồi nhặng, các bệnh dịch gia súc, ung nhọt, mưa đá, nạn châu chấu, ngày tối tăm, cái chết của đứa con đầu lòng. Hiện tượng mưa đá không chỉ xảy ra ở Việt Nam, mà trước đó vào năm 2020, Bắc Kinh cũng bất ngờ hứng chịu một trận mưa đá. Mưa đá không chỉ lớn như quả trứng gà, mà hình dáng nó thậm chí còn giống như virus Vũ Hán. Từ khoảng 3 giờ chiều ngày 25 tháng 6, Môn Đầu Câu, Sương Bình, Diên Khánh và một số khu vực khác ở Bắc Kinh đã xảy ra mưa đá kèm theo sấm sét. Mưa đá to như quả trứng và một số có hình dạng gai góc y như hình dạng virus. Trận mưa đá trên lại xảy ra vào đúng thời điểm bùng phát dịch Vũ Hán ở Bắc Kinh. Sự trùng hợp này khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm. Ngoài ra, trận mưa đá lại xảy ra vào đúng dịp Tết Đoan Ngọ, tức ngày 5 tháng 5 âm lịch. Theo văn hóa dân gian Trung Quốc, tháng 5 âm lịch được coi là tháng cửu độc, còn ngày Tết Đoan Ngọ được biết đến là ngày đầu tiên trong cửu độc. Vào ngày này, mọi người thường treo cây ngải, đeo túi hương và uống rượu hùng hoàng để đuổi tà và tránh độc. Người Do Thái cũng tin rằng 10 tai họa mà đấng sáng tạo đã giáng hạ xuống Ai Cập sẽ xuất hiện trở lại trong thời khắc cứu chuộc cuối cùng, thậm chí nó còn kinh khủng hơn. Về vấn đề này, giáo sư và học giả Tây Ban Nha thế kỷ 13 là Bahia Ben Asser từng giải thích rằng ở Ai Cập, đấng sáng tạo chỉ dùng một phần quyền lực của mình. Khi thời điểm cứu chuộc cuối cùng đến, Ngài sẽ triển hiện thần lực lớn hơn nhiều. Giáo sư Joseph Pinto hiện đang sống ở Morocco cho biết vào tháng 2 năm nay, ông dự đoán dịch Vũ Hán bắt nguồn từ Trung Quốc sẽ phát biến thành một thảm họa toàn cầu có quy mô tương đương với vụ thảm sát người Do Thái của Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Và dịch bệnh này được dự đoán từ lâu trong Kinh Thánh. Còn các dự ngôn về bệnh dịch trong Kinh Thánh đến từ đâu? Giáo sĩ Pinto chỉ ra rằng, chương 30 của sách Ezekiel
Trong kinh Cựu Ước của Kinh Thánh Do Thái đã viết rằng, thần linh đã hứa ta sẽ trút giận lên Trung Quốc, xin. Trong tiếng Do Thái hiện tại, xin có nghĩa là Trung Quốc. Vậy hiện tượng mưa đá dị tượng của Việt Nam báo hiệu điều gì sắp xảy ra? Liệu Việt Nam có vượt qua đại dịch hay không? Xung quanh hiện tượng mưa đá bất thường xuất hiện nhiều, nhiều người liền nhớ tại thời điểm cuối năm 2020, hình ảnh Phượng Hoàng Lửa xuất hiện khi mặt trời lặn ngay ở Sài Gòn cũng đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Rất nhiều người thắc mắc, với hiện tượng xuất hiện đám mây Phượng Hoàng Lửa tại Sài Gòn thì có điềm báo gì không, điềm lành hay điềm dữ? Nhiều ý kiến tích cực cho rằng, năm ngoái, Phượng Hoàng Lửa xuất hiện trên bầu trời Sài Gòn cho thấy khí dương sẽ dần bay đi. Điều đó có nghĩa là khí âm hàn sẽ về kéo theo corona. Kết quả là năm nay, Sài Gòn gánh đại dịch rất nặng. Còn lần này, mưa đá xuất hiện cho thấy khí âm hàn sắp bay đi, lạnh tạo ra đá, khí dương sẽ lại về. Sắp tới, Sài Gòn sẽ vượt qua đại dịch. Dù Việt Nam có phải đối mặt với những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ như thế nào đi chăng nữa, thì người dân vẫn đặt niềm tin đại dịch sẽ sớm chấm dứt và trả lại những ngày tháng bình yên cho loài người. Thời gian gần đây, thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xuất hiện những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ như vòi rồng hay mưa đá dị thường đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Điều đặc biệt hơn cả là trận mưa đá này rơi đúng vào thời điểm Sài Gòn đang bùng phát cơn đại dịch bệnh COVID-19. Không chỉ vậy, hiện tượng mưa đá còn được cho là một dị tượng thứ 7 trong 10 tai họa được kinh thành nhắc đến. Điều này khiến nhiều người không khỏi lo lắng liệu đây là điềm báo gì trong lúc thành phố Hồ Chí Minh đang phải gồng mình chống lại đại dịch COVID-19. Dù Việt Nam có phải đối mặt với những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ như thế nào đi chăng nữa, thì người dân vẫn đặt niềm tin đại dịch sẽ sớm chấm dứt và trả lại những ngày tháng bình yên cho loài người. Việt sử toàn thư, biết sử thêm yêu nước.